Thời gian qua, thông qua quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nói chung, cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nói riêng, diện mạo nông thôn, đô thị tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có sự khởi sắc, thay đổi rõ rệt. Đặc biệt, nhằm tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ thụ hưởng của người dân. Tháng 8 năm 2022, thị trấn Long Hải, huyện Thông Điền đã triển khai thực hiện đề án xây dựng khu phố kiểu mẫu giai đoạn 2022-2023 tại 3 trên 9 khu phố, gồm Hải An, Hải Sơn và Hải Lộc. Đến tháng 4 năm 2024, 3 khu phố Hải An, Hải Lộc và Hải Sơn, thị trấn Long Hải đã được Ủy ban nhân dân huyện Long Điền công nhận là khu phố kiểu mẫu, đạt 8 trên 8 tiêu chí, bao gồm 34 nội dung thực hiện trong các lĩnh vực kiến trúc, môi trường, cảnh quan đô thị, văn hóa giáo dục, y tế, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, ý thức người dân. Diện mạo của 3 khu phố đã thay đổi rõ rệt. Đến với khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, mọi người đều ấn tượng với sự khang trang của tuyến phố tự quản kiểu mẫu. Đường phố xanh, sạch đẹp, có hệ thống đèn chiếu sáng, đầy đủ camera an ninh. Sau hơn 1 năm đăng ký và triển khai thực hiện, khu phố Hải An đã duy trì tốt các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh. Cụ thể là mô hình tiểu công viên tại khu vực Mương Cầu Trắng phục vụ lợi ích công cộng. 832 trên 832 hộ dân thuộc khu phố đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc đổ thu gom rác đúng nơi quy định, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường vào những ngày cuối tuần và treo cờ Tổ quốc trang trọng đồng loạt vào các dịp lễ Tết. Sau khi được thị trấn triển khai cái mô hình là khu phố kiểu mẫu thì đời sống của bà con khu phố Hải An nó mỗi ngày nó cải thiện hơn so với trước đây là chưa thuộc khu phố kiểu mẫu. Về an ninh trật tự thì được đảm bảo hơn hồi xưa. Thì sau khi xây dựng cái khu phố kiểu mẫu rồi thì người dân hưởng lợi được rất chi là nhiều. Đặc biệt là về cái an sinh xã hội, sau đó là về những cái các cái tuyến đường, các cái mô hình dân vận khéo, trong đó là cái mô hình tiểu công viên cũng là một cái nơi để cho bà con sinh hoạt, vui chơi giải trí sau cái ngày làm việc vất vả. Hiện nay là khu phố đã hoàn thành và duy trì và phát triển hơn nữa để coi như duy trì cái khu phố kiểu mẫu đó, trong đó các cái về cái mặt là văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Còn đây là tuyến đường Trang Minh đô thị do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Hải quản lý. Cứ đều đặn thứ Bảy hàng tuần, các chị em trong chi hội phụ nữ thị trấn lại ra quân dọn dẹp, nhắc nhở bà con sống hai bên đường không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhằm chung tay xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, góp phần xây dựng thị trấn Long Hải văn minh, xanh, sạch, đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn quản lý tuyến đường 3 tháng 2 nằm trên khu phố Hải An. Thì song song với cái việc mà phối hợp với khu phố để mà thực hiện xây dựng khu phố kiểu mẫu, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng thường xuyên ra quân để mà tuyên truyền những cái người dân ở trên cái tuyến đường này là không lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, và từ đó thì mình thấy cái cảnh quan của vỉa hè và lòng lề đường thì mình thấy nó rất là đẹp và nó rất là văn minh và rất lịch sự. Không riêng tại khu phố Hải An, thời gian qua tại khu phố Hải Lộc, thị trấn Long Hải, các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động, huy động xã hội hóa từ nhân dân, tham gia đóng góp bằng công sức, kinh phí, xây dựng các công trình văn hóa thể thao tại các khu dân cư. Đến nay, 100% các tuyến đường trong khu phố Hải Lộc đều được bê tông hóa, đặc biệt là mô hình tổ dân cư an toàn, bảo đảm an ninh trật tự, với 16 cụm mắt camera an ninh tại 15 tổ dân cư. Mỗi tổ 1 camera và cụm camera còn lại được gắn tại tiểu công viên nhằm đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường. Từ khi mà có những cái camera này thì đời sống an ninh ở khu phố rất là ổn định. Có nghĩa là cái bọn tội phạm mà nó thấy những cái cặp mắt thần này nó phải sợ. Rồi cái đó là mình thấy một cái. Với cô bác mà đi làm ăn đi sớm về khuya thì cũng có camera này cũng an tâm hơn. Và chúng tôi có một cụm là tổ 1, tổ 2, tổ 3 là tổ dân cư an toàn, không tội, không tệ nạn xã hội, thì cũng nhờ vô cái những camera này tôi rất là hân hoan và rất mừng. Hàng năm khu phố đều được công nhận khu phố an toàn về an ninh trật tự. Hiện khu phố không còn hộ nghèo thuộc chuẩn quốc gia. 770 trên 770 hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư. qua đó tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Về cái thời gian tuần tra là 24/24, sáng tối là 24/24, là lúc nào cũng khu phố Hải Lộc này cũng có lực lượng an ninh cơ sở tuần tra hết, thì rất là nghiêm ngặt, rất là ổn định. Nổi bật nhất là cái mô hình là camera an ninh. Nhờ cái camera này ảnh nói chung là giúp cho bà con mình nhất là rất là an tâm. Nay em đang tiếp tục làm thêm cái mô hình nữa là gắn đèn chiếu sáng năng lượng. Cái mô hình mà gắn đèn chiếu sáng năng lượng từ cái do đảng viên tình nguyện tham gia cùng khu phố, và hiện nay em đang có được cái 7 cái bóng đèn năng lượng rồi. Thì sắp tới đây sang năm em dự định là em sẽ gắn thêm khoảng 8 cái đèn năng lượng nữa cho đủ cái 15 tổ dân cư. Cùng với khu phố Hải An và Hải Lộc, khu phố Hải Sơn cũng bắt tay xây dựng khu phố kiểu mẫu. Diện mạo 12 tổ dân cư tại khu phố Hải Sơn cũng thay đổi rõ rệt. 16 trên 16 tuyến hẻm trên địa bàn đã được bê tông hóa. Đặc biệt người dân ở khu phố Hải Sơn luôn đồng thuận ủng hộ di dời công trình, nhà cửa để hỗ trợ xây dựng các dự án quy hoạch của thị trấn. Cụ thể là dự án quy hoạch số 15 với tổng chiều dài khoảng 800 m. Theo đó, 82 hộ gia đình, tổ chức cá nhân tại khu phố Hải Sơn đã di dời công trình, nhà cửa để bàn giao hơn 13.500 m2 đất cho đơn vị thi công, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị và du lịch cho khu vực trung tâm thị trấn. Thực hiện quy hoạch cái dự án đường số 15 giai đoạn 2 thì gia đình cũng bị ảnh hưởng, thu hồi hơn 300 m2 đất, cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái nguồn thu nhập kinh doanh, cái nhà nghỉ, xáo trộn cái sinh hoạt của gia đình. Thực hiện cái chủ trương thì quan điểm thì gia đình cũng là đồng tình ủng hộ. Chú đã nói lúc đầu là cũng có sự mà gọi là xáo trộn gia đình lắm. Chú cứ mưa dầm thấm đất, chú nói thôi thì nhà đình mình thì cũng có thiệt thòi chút xíu, nhưng mà đến lúc này dầm con đường này bây giờ dài hết, đầy đủ hết trơn rồi, hôm nay đã giải đã cấp phối rồi. Đường rất là đẹp luôn. Bên cạnh đó, 6 trên 6 tuyến đường chính đều được trồng cây xanh và khu phố còn thực hiện tuyến đường xanh, sạch đẹp thuộc tổ 6 và tổ 7. Cứ định kỳ hàng tháng, 100% tổ dân cư trong khu phố đều tập trung dọn dẹp, làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Qua đó, hàng năm khu phố đều được công nhận và giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa theo quy định của chính phủ. Gia đình chúng tôi cũng rất là vinh dự để góp tay cho cùng với chính quyền xây dựng một cái khu phố đẹp để làm cho thị trấn mỗi ngày một phát triển. Tôi rất là yên tâm để sống ở đây, như là trong xã hội bà con với nhau như vậy thôi. Đến nay, 605 trên 605 hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh đô thị. Năm 2023, khu phố có 585 trên 605 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt gần 97%, và hơn 90% người dân trong khu phố đã tham gia bảo hiểm y tế. Khu phố không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia và thu nhập bình quân đầu người trong năm 2023 đạt trên 75 triệu đồng một người một năm. Cố gắng thực hiện từng cái tiêu chí một để rồi sau cùng thì các tiêu chí chúng tôi cũng đạt được. Bên cạnh đó thì cũng có sự đồng tình, đồng thuận của người dân. Do đó thì chúng tôi cũng cảm thấy thuận lợi. Chúng tôi cũng duy trì liên tục làm sao đó mà các cái tiêu chí mỗi ngày nâng cao. Rồi cái khu phố kiểu mẫu nó thực sự về chất và lượng. Gắn liền với cái tiêu chí xây dựng thị trấn văn minh đô thị. Ở đây là một nội dung mà trong thời gian qua thì được sự nỗ lực của các cấp, đặc biệt là các cái khu phố đã vận động người dân thực hiện tốt những cái chương trình đã đề ra. Địa phương cũng đã tiếp tục cho đăng ký 4 khu phố để tiếp tục xây dựng đến năm 25 cho 4 khu phố này. Người dân và khu phố và địa phương cũng sẽ đồng hành để làm sao nâng cao được cái sự hài lòng của người dân, rồi chăm lo cho người dân trong cái thời gian tới để thực hiện cái thị trấn văn minh đô thị. Năm 2023, huyện Thông Điền xác định tập trung các nguồn lực thực hiện nghị quyết số 14 của tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với những nỗ lực quyết tâm trong lãnh đạo chỉ đạo và tuyên truyền vận động thực hiện, Đến nay, 3 khu phố Hải An, Hải Lộc và Hải Sơn đều được công nhận đạt khu phố kiểu mẫu, góp phần xây dựng và phát triển đô thị Long Hải ngày càng văn minh, khang trang. Và việc Ủy ban Nhân dân thị trấn Long Hải quyết tâm triển khai xây dựng khu phố kiểu mẫu không chỉ góp phần giúp thị trấn sớm hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025, mà còn thúc đẩy Long Hải phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực phía Nam và cả nước.